Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì ở cái video hôm nay mình sẽ share cho anh em một bản đó là Memu V4 Lite có Google. Và cái bản này mình đã được gọi là tối ưu hóa hơn so với bản V3 lần trước và đã fix cái lỗi gọi là Master Refresh trên Play Together ra nha anh em. Anh em có thể treo bằng cái phần mềm này và không sợ bị ban nạt và cũng không sợ game check Master Refresh nha. Thì mới đầu mình tưởng cơ chế của game Play Together là nó check cái gọi là check cái tiến trình á, gọi là nếu mà nó phát hiện tiến trình là Master Defense đang chạy thì nó bắt đầu cấm, nhưng không, thực ra nó check APK anh em ạ. Đấy, khi mình cài vô nó check cái đường dẫn là data app, nên thành ra là nó phát hiện được cái ứng dụng và nó thoát game luôn. Nên vì thế làm mình đã làm cho nó không thể check được bằng cách là mình đã chuyển nó vào system nha anh em. Thì đối với cái bản này mình đã cũng tối ưu một khá khá đó là mình đã bỏ đi CF Play nè để tránh cập nhập à, đối với anh em mới yếu tránh cập nhập Google App rồi tránh tải Google Play Service AR gì đó, rồi thêm tắt Play Protect khi anh em cài APK, rồi chống bỏ được một app chạy ngầm là quá ngon rồi anh em ạ. Và mình cũng bỏ thêm một vài cái như là Google Partner Setup và Google Login Service. À, hai cái đó thì cũng không quan trọng lắm, thêm một cái copy service, copy update nữa đó. Thì nói chung là mình sẽ cái file mình để đâu rồi ta, nói chung là cái file mình sẽ để ngay phần mô tả video, anh em xuống anh em tải nha. Mới tạo mất đây nó mất rồi đây, thì cái file này nó nặng hơn file cũ khoảng 10 MB nha anh em. Thì anh em tải xong anh em cài cho mình nha. Thì trước khi anh em cài, nếu anh em có bản cũ rồi á thì anh em gỡ cài đặt cho mình nha. Ở đây mình đã có cài sẵn rồi nên mình đã gỡ luôn, mình sẽ gỡ luôn, mình gỡ cái đã. Đấy, anh em vào control menu bên bên rồi anh em xóa nha, control bên n chứ menu nè đó. Anh em nào không biết vào control bên n bên Win 11 hay Win 10 gì đó thì anh em cái việc Win cộng R này nhập control là ra nha anh em. Ở đây mình sẽ có tạo một cái subgroup control panel ở đây nè. Đó, sau khi đặt xong anh em bấm finish nha. Nó xem hình như nó mở trình duyệt lên phải. Đấy, anh em tắt đi. Anh em tiến hành cài thế này cho mình nha. Đấy, ở đây mình sẽ cài OE nè. OE nè, đó. File đang cài đặt nha anh em. Nói chung thì quá trình cài đặt thì cũng không có gọi là quá lâu đâu anh em ạ. À, thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game Play Together luôn nha. Và liên quân các kiểu nữa, bởi vì cái giả lập này mình đã bỏ CF Play rồi nên anh em không thể tải game bằng CF Play như cái bản cũ được đâu. Anh em có thể tải bằng APK Build hay là Tap Tap hay là Aurora Store gì đó tùy anh em. Hoặc ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em kéo file vào cài luôn. Đấy, anh em thích dùng cách nào cũng được hết. Rồi, thì nói chung là mình mà úp cái này ra hay là nó cũng là, nói chung là trên YouTube thì cũng gọi là nhiều anh em biết rồi, thì kiểu gì thì nhà phát hành game nó cũng tìm cách, nó cũng chặn là nữa thôi, chắc mình cũng nghĩ bản sao bản Play Together lần sau là coi như là nó thích cho nó thích thêm thì chỉ có còn nước là phải xài macro trên PC và bên điện thoại là xài F1 VM, mà nhiều khi sợ nó cấm F1 VM luôn kìa. Nếu mà nó cấm cái đó thì mình sẽ ráng tìm cách fix nha anh em. Nói chung là cái đó chỉ dành cho điện thoại thôi, còn máy tính thì anh em cứ xài giả lập, anh em xài macro PC là cứ vả là an toàn, nó không có chết được đâu. Cùng lắm thì nó cấm giả lập thôi chứ không có làm được cái gì đó. Hoặc là mình cũng nghi nghi là nó cấm theo cái hành vi của mình nữa, nhiều khi nếu mà nó không chết được tool nó, nhưng mà nó thấy mình đứng im câu cá hoài suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục rồi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hay là gì đó, là nó nghi nghi là nó sẽ khóa account anh em, cũng cũng có khả năng á. Thì nói chung là nếu mà lâu lâu mà cái macro PC nó bị lỗi á, nó cầm cá lên rồi nó dơ cá rồi nó nhảy lên rồi nó khoe cá, nhiều lúc rồi AD nhà phát hành nó cũng tưởng cái thằng này đang chơi game thôi bỏ đi. Nhiều khi cũng có lợi đó. À, thì sau khi cài xong anh em bóp phim nha, anh em vào cho mình multi memu nè. Đó, máy mình hơi chậm nên anh em không cảm tiếc, mình ráng tìm cái gì để nói cho nó qua nhanh đó mà. À, anh em nhớ setting lại cho mình nha. CPU RAM anh em có set thêm bình thường, mình ở đây mình để sao không được, tức là mình để 2048 là 2 nhân nè.
hoặc mình gọi là đi test đi cũng được. Rồi anh em nhớ bật rút cho mình nha, bắt buộc phải bật rút trong phiên bản này nha, bản nào cũng phải bật hết đấy. Đó, thì còn lại anh em muốn bật bật, muốn tắt thì tắt, tắt tắt này, tắt hết đi cho nó tốt ha. Tạo phone number này, Việt Nam rồi ta. Ủa Việt Nam đây. Mobifone rồi. Nói chung là chỉ có vậy thôi, anh em ấn ok anh em lưu lại nè, sau đó anh em chạy cho mình nha. Nói chung thì cái máy mình cũng không gọi là quá mạnh đâu. Game Genshin mới update này, thành ra là hồi sáng giờ mới tải game, bây giờ chưa chơi nữa anh em ạ. Ráng làm lại video xong up rồi thoải mái chơi, chứ mất công đang chơi lấy chừng cứ nhớ là quên làm video nữa thì nó hơi ngại ngại, hơi kỳ kỳ. Với mình đã, mình có hứa là chiều nay mình ra rồi, file này thì mình làm từ sáng, làm từ hồi 11 giờ sau á tới 12 giờ mấy là xong rồi, xuống ăn cơm rồi chơi lên rồi auto chỉnh rồi play together một cặp đi rồi mới làm video đây 2 giờ rồi. Đây thì đối với cái bản này á, mình đã thay cái lau chùi gốc, lau chùi gốc của nó này nha. Cái lau chùi gốc của nó khá là nhiều quảng cáo nên thành ra là mình đã thay cái lau chùi đó là Nova, và quảng cáo nó ít hơn có thể đó, nhưng mình không biết, hình như là nó vẫn có hiện quảng cáo ở giữa màn hình hay sao biết. Nhưng mà cái đó thì thôi kệ, nói chung là bỏ được cái lau chùi gốc này nó đã quá nhẹ cho anh em mới yếu rồi. Đấy, đó là một sự cải tiến khá là lớn, bởi vì hồi trước giờ mình làm bản live chưa có cái lau chùi gốc Romemu, trừ cái bản V6 ra thì V7 không có cái nào hết. Đó, thì nói chung là khi anh em mở ra anh em phải vuốt từ dưới cùng lên nè. Đấy, sẽ thấy ứng dụng nha. Bên rót lau chờ lót led lau chờ anh em kéo từ chỗ này lên thì được nè, nhưng mà kéo không, nhưng mà không được nữa, anh em phải kéo từ dưới góc mà lên nè. Đấy. Rồi, thì làm sao để mà setup thì anh em vào cho mình terminal nè. Terminal nè. Đấy, vào cho mình nha. Sau đó anh em nhập cho mình Khánh setup luôn nha. Không cần phải nhập SUSE gì hết. Đó, Khánh setup. Nhớ gạch ngang nữa nha. Enter phát. Anh em chờ nó chạy một lát thôi. Nói chung đây là lần đầu tiên mở memo nên anh em phải bắt buộc phải làm cái này nha, để dành cho anh em mới yếu, và hơn nữa nó cũng cài một số app và cài Macro Refi các kiểu nữa. Đấy, thì sau khi chạy xong nó sẽ nói là memo sẽ dừng hoạt động sau 15 giây nữa, anh em vui lòng khởi động lại để mà áp dụng nha. Mình khởi động lại máy nè. À nhầm, khởi động lại memo chứ, khởi động lại máy cũng được luôn chứ sao giờ. Đấy, mở khá nhanh nha anh em. Thì sau khi mở xong anh em sẽ thấy đó là có thêm ARC VR nè, trình duyệt nè. Mình ở cái bảng này mình sẽ thêm trình duyệt nha, bởi vì có một số anh em á đang nhập Facebook trên game Play Together không có được á, nên mình sẽ thêm cái trình duyệt lên nếu mà có gì anh em đăng nhập nha. Đấy, cái market này chính là cái chợ của CS Play á, nhưng mà cái này là mình lấy phiên bản cũ để Play Together có thể chơi được, còn nếu mình xóa nó đi á thì Play Together không có chơi được nha anh em, nên bắt buộc mình phải để một cái bản cũ thế này để cho nó không chạy ngầm. Đấy, thì ở đây cũng có Macro Refi sẵn nè, nên anh em không cần tải nữa nha. Còn khi nào Macro Refi có phiên bản mới thì mình sẽ up memo bản khác nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cài game nha. Để cài game đó anh em lên APK Build nè, mở trình duyệt lên nè, Play Together nè, APK Build này. Đấy, anh tìm kiếm cho mình vậy nha, sau đó anh em tải về này, cái dòng đầu tiên nè. Đấy, anh em tải cho mình, tải về XAPK này. Đó, sau khi tải về xong á thì ở đây mình tải rồi nha, nên đấy nên nó mới có số 1 này, nên mình phải không có tải nữa nha. Ở đây mình có tải rồi. Thì cái file nó là đâu ta, chà, tải nhiều quá. Đây, đâu, đây là bản cũ rồi. Đây, Play Together V23 nè, V1.23, đấy. Sau khi tải xong, anh em sẽ được một cái file như thế này nha. Ở đây mình tải rồi nha anh em. Thì anh em kéo vô memo cho mình. Đấy, kéo vô memo, rồi. Dạ, còn lại anh em chỉ cần ngồi chờ nó cài thôi. Anh em có thể thấy ổ cứng của mình nè, ổ E nè. Đấy, DIP 1 nè, nó đang chạy nha anh em, 84% nè. Có nghĩa là nó đang cài nha anh em chỉ cần ngồi chờ một lát là sẽ có game chơi ngay, không cần phải gọi là chép OBB rùm ra gì cả. Đối với game Liên Quân anh em cũng làm tương tự nha. Để coi mình có Liên Quân có được hay không cái đã. Liên Quân APK Build này.
Refi thì chắc chắn được rồi. Liên quân không được rồi anh em ạ. Liên quân thì buộc anh em phải xài APK Build hoặc là Aura Store cũng được. Hoặc là anh em tự cài APK rồi anh em tự chép OBB ở trên trang APK PLZ nè, bằng cách là liên quân APK PLZ là sẽ có một cái file như thế này. Nó cho anh em tải về một cái file chấm chấm zip á, anh em chỉ cần dãy nén ra anh em cài APK với chép OBB là xong. Lý do vì sao mà mình tải bên APK Build không được, bởi vì á Liên Quân á là nó ra cái định dạng là 64 bit ARM64, mà giả lập thì giả lập này là 32 bit rồi nên không cài được nha anh em. Nên về cái đó thì không không có chơi được, anh em phải tự tự tải APK chép OBB thôi. Rồi thì sau khi cài xong anh em cũng thấy là có Play Together nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử mắc rồi cho anh em coi nha. Dạ anh em mở mắc rồi lên nè. Hướng dẫn thì hướng dẫn tới cùng luôn. Đấy. Đây. Do device has been terminated. Oh no. Rồi ok thì mình đã quay trở lại rồi đây. Thì nếu mà anh em gặp cái lỗi hồi nãy á, do device has been terminated á, thì anh em vào multi menu cho mình nè. Đấy. Đây là cái phiên bản cũ của mình nha. Hồi nãy là nó bị lỗi kiểu như là macro defense nó chặn á, không cho chơi á. Thì anh em tạo cho mình một cái mới nè, new nè, Android 7 nè. Anh em tạo cho mình một cái mới nha. Không ngờ làm video ở khúc này lại bị chán ghê luôn. Rồi hướng dẫn anh em luôn cho nó chắc. Hướng dẫn anh em luôn dành cho anh em nào bị á, khỏi mất công thì gỡ cài lại nha anh em. Hình như gỡ cài lại cũng được nhưng mà làm gì cho nó nhanh, khỏi mất công gỡ cài lại. Thì nếu mà anh em mà không bị cái lỗi như trên á, anh em có thể sử dụng auto được á, không cần phải tắt mạng vào game đâu nha anh em. Anh em vào thẳng game là được, không cần tắt mạng vào game. Thì mình cũng đang hướng dẫn cho anh em nếu mà anh em bị cái lỗi thôi. Anh em có thể tua qua một chút nha nếu anh em mà không bị đó. Anh em nhớ setting lại nè, rút này, nói chung là setting lại thôi. 1280 nhân 720, cái này anh em tùy anh em chỉnh thôi nha, tùy mấy anh em. Nói chung là chỉnh vài cái sơ sơ thôi. Rồi mình sẽ chạy lại cho anh em coi nè. Anh em đừng quên là nếu mà anh em chạy cái tab này lần đầu á, tab memo lần đầu á, thì anh em phải gõ cho mình lệnh là khánh setup. Và mỗi lần mà anh em chạy memo mình mỗi lần mình mở memo lên, anh em phải chạy chữ lệnh là khánh nha anh em. Và nhập vậy để cho nó kích hoạt đảm bảo rồi có pin các thứ. Đấy. Mình trong cái file đó không có gọi là không có virus gì đâu mà anh em không phải sợ nha. Mình cũng không có bỏ mấy cái file nào gọi là scam và đọc tài khoản anh em đâu, nên anh em không phải lo. Đấy. Mình uy tín đó giờ. Người ta nói hàng free là hàng gọi là hàng dở, hàng không chất lượng. Anh em nhớ gọi cho mình lệnh khánh setup nha. Còn mình ở đây mình là không quảng cáo, không file quảng á, không link quảng cáo, rồi còn free rồi còn chất lượng nữa. Đó, phải thế. Tiền là tiền thu từ bán kê thôi. Đó, mình khởi động lại memo nè. Thì nếu anh em bị cái lỗi vậy, anh em chỉ cần xóa á, anh em chỉ cần tạo lại một cái mới nha. Anh em từ từ ngày xóa, anh em tạo lại một cái mới xong anh em vô, nếu mà nó không bị nữa anh em ấn xóa cho mình nha. Đấy, ở đây mình giữ lại đi. Vào lại mắc rồi nè. À quên, phải chạy 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 chữ khách nữa. Chạy 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 chạy, anh em vào terminal nè. Mỗi lần anh em vào mới mua, anh em vào terminal anh em gõ lệnh khách như thế này cho mình nha. Đấy, rồi ok, xử được rồi đấy. Ủa sao mà full CPU với ta? Đó, nó hết bị lỗi đó rồi anh em. Đó. À, gia lập nè, memu nè. Nếu anh em hết bị lỗi rồi anh em vào multi memu anh em xóa cái cũ nha. Đó, xóa cái cũ. Còn anh em nào không bị thôi. Đó. Cứ cho phép là em còn còn những bước còn lại thì chỉ cần như bình thường thôi. Tới khúc này nè, anh em ấn skip cho mình nha. Z nè. Đó, next nè. Ok. Sau đó anh em vào store nè. Play Together nè, cài đặt nè. Đăng nhập nè, Google nè. Sau khi anh em bấm vào đây á, nó sẽ đá qua đăng nhập Google nha anh em đăng nhập Google cho mình. Ở đây mình sẽ tắt hình để mà mình đăng nhập nha. Anh em chờ cho mình một chút. Chờ mình một chút. Ấy, nhập sai rồi. Nhập lại lên cho anh em coi video nào.
Chết rồi. Ok. Đấy. Đang gặp bình thường nha anh em. Rồi. Thôi anh em ấn cài đặt nè. Đó. Ở đây nó không có bị lỗi rep nha anh em, tại cái tài khoản này hồi sáng á, mình cũng có đăng nhập lại, mình có tải nên bị mất một rep nha anh em ạ. Đó, sau khi anh em tải xong anh em sẽ được là Play Store này, nhưng mà anh em không thể play được nha. Anh em phải anh em ấn vào không được nè. Đó, anh em phải vào cho mình kéo nè, anh em phải vào cho mình terminal nè, anh em gõ cho mình lệnh là Khánh Macro nha. Không cần su xe gì hết, gõ như vậy là được, enter phát rồi. Anh em tắt terminal cho mình giống như mấy cái bạn cũ thôi, rồi anh em ấn connect to native service đấy, anh em có thể dùng rồi nha. Đây nè, đấy anh em có thể thấy không. Và bây giờ mình sẽ vào vào game. Ủa mình chưa tải game, sorry anh em, tại cái bạn cũ á, thì có game rồi nhưng mà mới tạo cái mới mà quên cài game mất rồi. Anh em chờ mình một lát nhá, mình quên mất. Nói chung thì tới cái khúc này rồi á, anh em cài game rồi, anh em cài game rồi anh em vào chơi luôn, anh em không cần phải tắt wifi gì hết là được rồi đó. Còn ở đây mình vẫn hướng dẫn tới tận cùng luôn. Anh em thích coi á, anh em nào thích coi thì anh em cứ coi tiếp thôi. Có ủng hộ mà. Ngại gì không ủng hộ. Ta bỏ mấy vài tiếng là để làm file mà coi có mấy chục phút không chịu coi. Buồn dễ sợ. Cậu nhắc hôm qua có anh gì đó tích xanh anh ghé thăm, lần đầu tiên trong đời có một người gọi là follow nhiều rồi tích xanh các kiểu đi ghé thăm mình á, lần đầu tiên luôn á, chứ đó giờ đâu có idol nào đâu mà. Thì cái anh này làm bên vẽ bên Thỏ Bảy Màu, cái trang Facebook thì mình cũng biết nhiều rồi, cũng hay. À, bây giờ sau khi anh em cài xong anh em vào tôi Play Together chơi luôn nha. Tắt mấy cái phía trên nè. Ê, tắt nhầm Macro TV rồi. Đấy, Play Mode nè. Ôi. Sorry anh em nha. Tắt nhầm cái Macro TV rồi. Đấy. Anh em vào thẳng chơi luôn, không cần phải tắt mạng gì hết nha anh em. Đó, đã vào game rồi anh em. Rồi thì tới cái khúc này anh em chỉ cần đăng nhập và auto thôi nha anh em. Thì video mình cũng tới đây kết thúc rồi. Mình làm ngắn gọn thôi bởi vì hồi nãy giờ video hơi dài anh em. Cũng không muốn dài quá đâu. Cảm ơn anh em đã xem hết video này nha. Nếu thấy hay đây là cho mình một like, subscribe cho channel của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nha. Bye bye. Nói chung là tới khúc này anh em đăng nhập lại anh em chơi được nha. Mình đăng nhập Facebook nè, nó sẽ đá qua phần mềm là gọi là trình duyệt viên nha anh em. Anh em đăng nhập là được, anh em nhớ chọn tiếng Việt nè. Đâu rồi, không có tiếng Việt thì anh em chọn tiếng Anh cũng được, dấu cộng nè. Ủa tiếng Việt đâu, không có tiếng Việt thì anh em nhập đại tiếng Anh nha. Đấy, đăng nhập qua là được rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này nha, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Bye anh em, mình sẽ edit lại cái video này.